Vân Sơn một lần nữa hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Vân Sơn in Florida trong chủ đề quê hương gặp lại. Kính thưa quý vị, nhằm mong muốn rằng mang đến cho quý vị những giây phút gợi nhớ về hình ảnh của quê hương. Ngay trong giờ phút này, Vân Sơn xin được phép giới thiệu đến quý vị một vở tuồng cải lương nổi tiếng mà quý vị đã từng đam mê. Kính thưa quý vị, vở tuồng cải lương Bên Cầu Dệt Lụa. Nếu như quý vị đã từng say mê qua tài nghệ diễn xuất cũng như là gương sắc rất là ngọt ngào của cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga, cùng với giọng ca đầm ấm cũng như là gương mặt điển trai của nam nghệ sĩ Thanh Sang, thì ngay trong giờ phút này, chúng ta Vân Sơn sẽ dùng kỹ thuật truy đi, kỹ thuật hiện đại nhất để dàn dựng lại sân khấu cũng như những diễn viên đã từng đóng trong vở tuồng đó. Kính thưa quý vị, trong giờ phút này xin mời quý vị hãy bước vào vở tuồng cải lương Bên Cầu Dệt Lụa với các vai như sau: Tiểu Thơ Quỳnh Nga do nữ nghệ sĩ Thanh Nga đóng, và Trần Minh sẽ do nam nghệ sĩ Thanh Sang đóng. Màn một, cảnh một của vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa xin phép được lên màn trình diễn nhé. Anh Sơn, ai là nhạc trưởng đây? Ai Nghĩa hả? Mập đó hả? Dạ. Ê, biết cải lương không? Biết chứ. Trời ơi, giới thiệu cải lương mà, giới thiệu tuồng cải lương Bên Cầu Dệt Lụa, đi đánh Mission Impossible chịu nổi không? Thì tại vì anh giới thiệu tân tiến như gì thì tụi này nghe vậy mới đánh nhạc Mỹ ra, nhạc chào Mỹ cho anh sung. Trời ơi ông ơi, nhưng mà tân tiến có nghĩa là dùng kỹ thuật truy đi để dàn dựng lại sân khấu cũng như là những diễn viên hồi xưa thôi. Nhưng mà cải lương phải đánh thuần túy cải lương đàng hoàng chứ. Biết cải lương không? Biết. Làm lại nghe. Rồi. Dạ kính thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dõi mắt về sân khấu để theo dõi mừng một, cảnh một của vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Bắt đầu vô. Gì nữa vậy anh Sơn? Ê, hồi nãy kêu đánh nhạc gì? Thì cải lương. Rồi đánh nhạc gì? Hậu quản. Tầm... Ủa mà hồi nãy anh nói là cải lương hay hậu quản vậy? Cải lương ông nội. Cải lương hả? Cải lương nghe. Rồi. Tôi mệt rồi nghe. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị một lần nữa hướng về sân khấu để theo dõi vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Màn một, cảnh một xin phép được lên màn trình diễn. Trời ơi, tôi đang diễn mà ông làm gì không? Ai đây? Anh đừng nói tôi anh là Tiểu Thơ Quỳnh Nga nha. Ủa thì nãy anh nói tôi chỉ cần mặc đồ đậu tóc giả ra, kỹ thuật truy đi nó làm hết. Bộ nó ra nó làm không giống nữa. Trời ơi, chị Thanh Nga người ta đẹp vậy, còn anh xấu quắc vậy à, kỹ thuật truy đi nào làm cho anh nổi. Mày biết đâu, anh nói anh bỏ tiền ra anh làm thì tôi tin tưởng vậy, tôi ra tôi làm. Không giống mà. Giống cái gì mà giống? Giống đổi dây khác làm dữ vậy. Bây. Hả? Đổi vai gì? Anh thấy cỡ nhan sắc gì? Đóng vai nào hợp nhất? Vai con quỷ. Ê, tôi đóng cũng mệt lắm nha. Không có giỡn à. Trời ơi, cái nhan sắc anh mà đóng vai gì? Ghê à, muốn ói à. Giờ không chịu phải không? Ừ. Tôi nói xin lỗi nha. Nhan sắc này bước ra đường nữa coi. Cũng làm điêu đảo nhiều anh lắm chứ bộ. Trời, thấy anh đó ngó tôi chảy nước miếng luôn. Anh nào? Mấy anh PD.
Thôi ông Đậu ơi, vô đổi tuồng kiếm dây nam đóng giùm tôi đi. Dài khác á, ông ấy nói vậy nè, giờ thấy đóng tiểu thơ Quỳnh Nga, ông đóng ấy giờ cho tôi đổi qua công chúa Bích Dân đi. Thành công chúa hả? Tôi nói thiệt nghe, kỹ thuật truy đi mà nó hay lắm á, là làm anh cỡ thành như công công là hết rồi. Công chúa gì đâu mà công chúa, cái mặt gì mà công chúa. Nội này làm quê hoài nha. Kim dây nam đóng đi ông nội. Dây nam phải không? Ông cho làm ra nữ làm với nam làm dữ vậy. Xê. Trời ơi, cỡ nhan sắc này nha, khỏi cần truy đi, đi đóng phim ma là ngay chốc luôn. Chưa từng thấy à. Mà hình như lúc này là băng đĩa giả nhiều lắm nè, rồi upload lên trên web coi free nhiều quá nè, thành ra không đủ tiền mướn cái nhóm truy đi thiệt. Nhóm truy đi thì giả, nó làm không có tới. Thôi đổi vào màn khác nha quý vị, đổi màn 2 đi. Ê ban nhạc, đổi vào màn 2 nha. Và kính thưa quý vị, màn 1 xin tạm gác qua. Xin mời quý vị bước vào màn 2 của vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Màn 2 là một màn rất hấp dẫn, mà một màn mà sẽ xảy ra nhiều biến cố trong vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa này nhất. Chúng tôi xin phép được mời quý vị hãy dõi mắt về sân khấu để theo dõi phần 2 cảnh 1 của vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Em nội chim. Chim gì? Trời ơi, nội làm nhớ tuồng nè, đại bàng với chim gì? Làm gì cái tuồng này có đại bàng đây nữa? Trời ơi, không nhớ tuồng gì hết, anh kêu tôi diễn đoạn nào? Cái đoạn bà Trần Minh đổ Trạng Nguyên không? Đúng rồi, cái đoạn Trần Minh đổ Trạng Nguyên xong, vua mới thấy vậy, thấy thương mới gả công chúa cho Trần Minh. Thì đó, Trần Minh chê công chúa này xấu quá, không chịu lấy. Thấy không, cái con đại bàng nó ngồi ngoài nó thèm quá, nó bay vô nó vớt công chúa liền. Đó, nhớ không, nó bay vô cái vậy cái công, ông vua mới kêu Trần Minh đi cứu đó. Cứu nè, cứu. Gì vậy? Cái tuồng đó là cái tuồng mà Thạch Sanh Lý Thông ông nội. Chứ mẹ, lộn tuồng hả? Thạch Sanh Lý Thông ta tự nhiên đẩy vậy. Ủa vậy chứ đứa nào nó bỏ hai cánh trong phòng tôi. Tôi tưởng đổi tuồng tôi mới chơi cái này vô chứ. Trời ơi, hai cánh này là của Cát Tiên á, lắm nó mang không ơi. Mẹ không. Vậy chứ bây giờ đóng cho đoạn nào? Trời ơi, cái đoạn này nè, cái đoạn mà khi sau khi Trần Minh đổ đạt, Trần Minh mới vinh quy bái tổ về, mới gặp người bạn cũ, người bạn thổ hàng vi là Nhuận Điền đó biết không? À, tức là cái đoạn mà Trần Minh đổ đạt Trạng Nguyên. Đúng rồi. Vinh quy bái tổ về là. Đúng rồi. Vậy tôi đóng Trần Minh. Tôi mặc gì rồi đóng Trần Minh. Ê, vai đẹp trai vậy đóng Trần Minh mới giống nha. Không, anh đóng Trần Minh không được. Ở vậy hả? Chứ tôi đóng vai gì? Vai con ngựa cho Trần Minh nó cởi. Thôi không đóng nó đâu. Thôi nó giận. Nó giận chứ anh muốn đóng Trần Minh phải không? À, đóng Trần Minh đi. Rồi, con trai đóng vai con trai được. Bây giờ đóng vai Trần Minh nha. Trần Minh phải không? Vô sửa soạn đi. Rồi ai bây giờ tôi trở về vinh quy bái tổ, Trần Minh gặp Nhuận Điền. Đúng rồi. Ai đóng Nhuận Điền? Tôi. Anh đóng Nhuận Điền. Ông Nhuận Điền trong cái đoạn đó nó nghèo lắm, anh mặc vậy sao đóng Nhuận Điền được. Trời ơi, sân khấu mà muốn giàu giàu muốn nghèo nghèo à, nó muốn nghèo nè, thấy không nè, nghèo nè. Nó cởi áo vest ra nó nghèo liền, thấy không? Nghèo. Vậy đâu đến nỗi nghèo. Chứ sao nghèo? Nghèo phải chơi này luôn nè, chơi này luôn. Gì vậy? Nó mới ra vậy nó mới nghèo. Ê, gì vậy? Bên này nữa cho nó giống bên này nữa nè. Đó. Quá nghèo luôn, thấy không? Đó. Rồi vậy nghèo rồi đó. Nhuận Điền này nghèo thấy thương luôn nha. Cái áo nữa chơi này. Bên này. Chơi vậy ra nó mới giống nè. Đó vậy đó rồi chơi cái này luôn. Nghèo lắm, Nhuận Điền nghèo dữ lắm chứ không có giàu như anh nghèo nhiều. Trời ơi, nãy tôi đóng con quỷ giờ nó đóng Acula. Đó, nghèo rồi đó, được rồi đó. Rồi giờ bắt đầu vô tuồng ha. Bây giờ tôi là Trần Minh, vinh quy bái tổ về làng. Gặp Nhuận Điền nghèo thiệt nghèo nhưng vẫn mang tình nghĩa của người xưa cũ đúng không? Trời ơi, rồi, giới thiệu đi, tôi là Trần Minh. Nghèo quá nha. Cái đóng phim nghèo nó lụt trần trụi rồi. Ủa? Khoan. Gì nữa? Tôi nhớ cái đoạn đó Nhuận Điền có mặc quần luôn. Ê! Cái nổi! Mày chơi luôn đi cho giống. Không cha! Gì lần quá rồi, vô. Được rồi hả? Nghèo phải không? Rồi được rồi.
Sao mát quá vậy trời? Dạ xin lỗi quý vị. Trời chơi ác quá Liêm ơi. Dạ xin lỗi quý vị, không sao. Nghệ thuật là nghệ thuật, làm tới luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu để theo dõi màn 2 cảnh cuối của vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Đây là một cảnh rất xúc động trong vở tuồng này, một cảnh mà đã gây ra biết bao nhiêu đam mê, biết bao nhiêu nước mắt trong vở tuồng này. Kính thưa quý vị, sau khi Trần Minh Vinh Quy Bái Tổ cởi ngựa về làng, đã bỏ áo mão cân đai lại ở bên làng và vào gặp Dũng Điền, Trần Minh sẽ đối xử như thế nào? Vào gặp lại người yêu của mình là tiểu thơ Quỳnh Nga, Trần Minh sẽ cư xử như thế nào đối với một người con gái đã từng yêu mình say mê đắm đuối, đã từng lo cho mình ăn học thành tài, nhưng ngặt cảnh là cha của nàng đã gây ra cái chết cho mẹ của Trần Minh. Đây là một cảnh rất xúc động. Và kính thưa quý vị, bây giờ bắt đầu mở màn cảnh Trần Minh cởi ngựa Vinh Quy Bái Tổ, xin phép được bắt đầu nhé. Thằng mập này tao giết mày. Cái cảnh Trần Minh cởi ngựa Vinh Quy Bái Tổ mới cho giặc vui lên. Mày đánh giặc tấm ma cho ai vậy? Trời ơi kìa ơi là kìa. Không ngờ nhìn cái mặt mày như vậy mà mày trời ơi thì, giặc vui lên. Thì thấy anh giới thiệu xuất thần quá thì đánh nhạc này cho anh xuất quần luôn. Cuốn sao tao đuổi mày Nghĩa ơi. Ơi. Trần Minh cởi ngựa về ông nội Vinh Quy Bái Tổ chơi nhạc cho nó vui lên. Rồi nhạc ha. Nhạc vui lên nghe không? Rồi. Kính thưa quý vị, mời quý vị dõi mắt sân khấu. Đây sao vậy? Lấy nhạc vô. Súng thiệt là mày chết rồi. Tao nói tao chịu hết nổi rồi. Tao nói thằng mập này, mập ơi mập. Ông nội, nhặt cái lương ông nội ơi. Ồ. Bên cầu dịch lụa mà đến chăn gô, chịu nổi không? Cái lương, nhặt cái ngựa Việt Nam ông nội. Ồ, chứ phải ngựa Mỹ không? Rồi, ngựa Việt Nam. Ê, tao nhớ là cuốn trước tao trả lương mày đàng hoàng mà. Mày chơi tao nghĩa. Cải lương Việt Nam nghe. Kính thưa quý vị, nhạc lên bắt đầu. Việt Nam cải lương. But please. Tới chạy vô lợi. Hình như ma chuối xuất hiện. Cắt ngựa vào vô tù nha. Cái công nhận lúc này Trần Minh nó đẹp quá trời quá đất luôn. Ok kìa. Ai đừng nói tôi là Trần Minh nha. Ủa chứ Trần Minh có chiếu gì mặc nguyên một đống chuối vậy, không giống nữa hả? Giờ kỹ thuật kia đi làm cái giống nè. À. Nó làm anh giống nguyên cây chuối luôn á. Trời ơi, mà anh còn tệ hơn cây chuối nha. Thôi. Cây chuối còn có nguyên cái quầy chuối nha. Còn anh không có con trái chuối nữa. Ai nói anh có. Có con trái một mà. Đội này nó bắt bẻ không à. Chuối đâu? Ông tự nhiên đòi con chuối ông nội.
tù diễn lo diễn đi. Bắt đầu tôi về tới nè, qua bên đây đi ngựa vô tới nè, vô làng gặp Nhận Điền nha. Vô tù nghe. À. Ô kìa, đại quân ma chuối. Lộn. Hiền đệ. Đó, vô rồi đó. Ta nghe đồn là hiền đệ đã đổ đạt trạng nguyên, tại sao vẫn còn bận bộ đồ cơ hàng như ngày cũ? Đệ đã đổ trạng nguyên, nhưng sợ áo bảo cân đai làm mất đi tình nghĩa thời hàng với ngày trước. Cho nên đệ mới cởi bỏ áo trạng nguyên, mặc lại áo cơ hàng để gặp lại người bạn đời trí kỷ. Mày mặc gì mày không trúng gió tao con mày liền. Trong tù ông nội nói tập bảy tập bạ không à. Lộn, tao ám ảnh cái bộ đồ chuối này quá. Không ngờ đến ngày hôm nay ta vẫn còn có một người bạn hiền ý như đệ. Dạ, bởi vậy cho nên ngày hôm nay đệ về đây muốn mời huynh một việc. Chuyện gì? Đừng để. Hả? Đừng. Huynh không ăn chuối. Cái gì trong tù có vụ ăn chuối trong này đó. Đệ bóc chai chuối ra phải không? Bậy à. Trong tù vậy làm gì có bóc chuối? Bóc cái gì? Rượu. Cái gì? Mời rượu. Rượu. À, rượu trạng nguyên đó à? Không, đây không phải là rượu trạng nguyên, cũng không phải là ngữ tủ. Vậy là cái gì? Mà đây là rượu nghèo mà đệ đã mua ở quán ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hắm lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngài đứa tiện. Mày đang diễn tù tự nhiên ông đến cười à? Này chắc bị khùng nè. Không phải, anh phải nhớ cái đoạn mà tôi đưa bóc rượu ra, anh phải nói gì cho anh đứng cái cười quay sao tôi diễn. Tôi quên tuồng mà. Phải cười lắm chứ. À nhớ rồi. Ừ. Đã đổ đạt trạng nguyên rồi mà còn uống được rượu của quán nghèo sao? Phải, đấy không phải là quán nghèo, đấy không phải rượu trạng nguyên, cũng không phải là ngũ tủ mà. Vậy bây giờ xin mời đại huynh. Được. Uống đi đại huynh. Huynh còn nhớ những ly rượu nghèo rồi. Mày hấp uống. Mời người ta lấy chứ. Trời ơi, là tôi phải mời rồi, anh phải đứng anh nói vài câu, bắt đầu anh mới vô anh uống chứ. Không tự nhiên anh cứ cái tớp vô quay đâu có được. Lâu ngày thèm rượu. Làm lại nghe. Uống đi đại huynh. Ta uống. Đây là rượu nghèo hèn ngày xưa cũ, nên uống đi đại huynh. Ta biết. Huynh có nhớ là những ngày cửa hàng của mình hay không hả đại huynh? Ta nhớ chứ sao không nhớ. Vậy thì hãy uống đi đại huynh. Được rồi. Thôi. Thôi. Nói gì nói đi. Đưa cái vật cho tôi coi. Bánh lạm rồi tôi quên hết. Rồi bây giờ vô tuôn nè. Uống đi đại huynh. Được. Tuy rượu nghèo nàn nhưng mặn nồng gì. À, xin kính cận tài năng mời người tri kỷ cạn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn thắm tình cảm quá. Chén rượu trạng nguyên thì đệ chỉ xin dám uống một mình. Thằng mất dạy, thằng khốn nạn. Cái gì vậy? Mày rượu quá nghèo mày đưa nó uống thì tự nhiên mày đưa rượu trạng nguyên rồi mày uống mình hả? Tờ đó, cái trong cái tù đó là vậy, thằng này nó sợ thằng này tự ái cho nên nó là cứ đem đồ nghèo rồi nó ăn rượu nghèo cho uống, cho tôi diễn cho đúng tù chứ. Mà cái đó cái tù nó vậy thôi chứ giờ này ngoài sân khấu đang diễn mà. Trời, anh phải đem rượu ngon tôi uống chứ, nãy giờ uống cái gì mình đâu mà phải làm. Cái uống cái gì mà đắng nghét à? Uống cái gì đâu mà nãy giờ khó chịu. Hả? Dạ. Có sao không? Ê, nãy chú uống gì vậy? Được cái coi, này. Coi. Trời! À! Gì vậy? Không lẽ uống thuốc độc? Thuốc sợ!
Trần Minh hả? Trần Minh cứu chuối phải không? Tao là Trần Như Nhộng nè.